Alo anh em nha, sáng nay mình thanh lý cho anh em một cái vỏ nòng kiến TA54 nha anh em. Cái vỏ nòng này do nó bảo quản không tốt, nó bị ẩm nha anh em, nên nó bị xuống màu cái phần ở ngoài này nè, nó không được đẹp nha. Đó, mình thanh lý cái vỏ nòng này giá chỉ có 1,2 triệu thôi nha anh em. Đó, ngoài ra là không lỗi gì hết nha. Nói chung là anh em lên xe bình thường nha, nói chung là cái màu bên ngoài nó không được đẹp xí nè anh em, thấy không? Đó, bị ẩm mà nó bị xuống màu vậy thôi, còn lồng là mới 100% nha, không lỗi lầm gì hết. Thì mà bình thường cái vỏ lồng này là bán khoảng 1,450 triệu, và cái lồng này nó bị có bị kiểu như vậy á, bảo quản bị đồ ẩm á nên nó bị như vậy. Ngoài ra là không bị gì hết nha anh em, mình thanh lý giá rẻ nha, một cái duy nhất. Thì cái này mình bán cho anh em giá 1,2 triệu nha anh em. Anh em nào cần thì alo mình. Đó, lồng kiến TA số 49 dài 76 nha anh em, lỗ 54 nha. Đó, mình thanh lý vỏ lồng này 1,2 triệu cái thôi nha anh em, một cái duy nhất nha. Còn anh em muốn mua mà đó, nói chung là đẹp toàn diện thì chẳng có nha anh em, 1,450 triệu nha. Rồi ok anh em, một cái duy nhất, anh em nào nhanh tay thì còn nha anh em. Thì có nhiều anh em á về người ta không thích cái màu trắng này, người ta đi đánh cước vậy, mình lấy đánh cước về nó xuống là cái màu zin nhôm đó. Đây là sự lựa chọn nha, vừa rẻ được mấy xị nữa, nhưng mà không có vấn đề gì hết nha anh em. Đó, mình thanh lý giá rẻ nha, một cái thôi nha anh em, 1,2 triệu cái này.